chương 941, muốn đột phá. Lận vũ lạnh cả người, linh lực trong cơ thể kém chút vì vậy mà mất khống chế. Đây là hắn thời khắc mấu chốt, chỉ cần một chút xíu thời gian, hắn liền có thế khôi phục như thường. Nhưng mà, địch nhân đến, nhưng hắn sinh lòng tuyệt vọng. Lần này, cứ như vậy viết di chút ở đây rồi sao? Lão gia hỏa, di chết đi. Nguyên huyên bộ tộc tên kia nguyên anh đẳng đẳng sát khí, sương mù màu đen tại trong tay hắn huyển hóa thành một cái đại đạo, quan mang thăm, thăm tự như lưỡi hái của tử thân, mang cho người ta tuyệt vọng. Xong. Lận vũ nhắm mắt lại, hắn đã bỏ đi. Đến một bước này, hắn không còn ôm bất kỳ hy vọng. Hắn cũng lười phản kháng. Nguyên huyên bộ tộc tên kia Nguyên Anh phát giác được lận vũ tuyệt vọng, hắn cười ha ha, rốt cục có thể điệp trừ ngươi cái này phản đạo giả, đến thời điểm tế thân đại nhân. Tất nhiên sẽ ban cho ta càng nhiều lực lượng. Sau khi nói xong, hắn hung hăng phất tay, sương mù màu đen hóa thành đại đao hướng phía lận vũ đánh xuống. Cái gì lực lượng? bỗng nhiên một thanh âm vang lên nhưng lận vũ cùng nguyên huyền tên kia nguyên anh tâm thần chấn động ai nguyên huyền bộ tộc tên kia nguyên anh hét lớn bắt đầu trả lời hắn là một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống nhanh như thiểm điện lực đại thế chìm một kiếm xuống tới như là muốn đem toàn bộ thế giới bổ ra cường đại cường độ kinh khủng vi áp tốc độ như tia chớp nhưng nguyên huyền bộ tộc tên kia nguyên anh không kịp phản ứng liền bị cái này một kiểm từ đầu tới đuôi chém thành hai nửa tiên huyết phun ra tại chỗ xa nguyên huyên bộ tộc tên kia nguyên anh cơ thảm một tiếng thể nội sương mù màu đen cấp tốc xuất hiện hóa thành một đoàn mặc dù hắn có được nguyên anh thực lực nhưng là trong cơ thể của hắn không có nguyên anh có chỉ là một cổ sương mù màu đen nồng đậm nặng nề có không hiểu khí tức sương mù màu đen nhúc nhích phản phất có sinh mệnh đông dạng nghĩ đến đem hai nửa thân thế trọng tân khâu lại cùng một chỗ lữ thiếu khanh hừ lạnh một tiếng vung tay lên màu đen thiểm điện gào thét mà ra tiến vào sương mù màu đen bên trong như là tình hóa loại bỏ sương mù màu đen cấp tốc tiêu. Tầng ở không trung. Trên thực tế là bị màu đen thiểm điện mà thôn vệ. Mà sương mù màu đen bị thôn vệ về sau, bị lữ thiếu khanh chém thành hai khúc tên kia nguyên anh đình chỉ kêu thảm, thể ní. Vậy vẫn là sinh cơ cấp tốc biến mất, ngã trên mặt đất như theo màu đen thiểm điện quét sạch mà quay về, một cổ tỉnh thuần năng lượng trần vào lữ thiếu khanh thể nội. Họa tàu. Lữ thiếu khanh con mắt trừng lớn, cảm giác được khó có thể tin cái này cùng hắn thôn vệ nguyên anh không sai biệt lắm cho hắn cung cấp tỉnh thuần năng lượng theo thánh sơn đến nơi đây trên đường đi lữ thiếu khanh trải qua không ít đại chiến cũng đã hấp thu không ít năng lượng đặc biệt là tại hắc đảng bên trong càng là theo tiếu hắc bên trong miệng đoạt không ít hắn không sai biệt lắm muốn đột phá trình độ hiện tại cổ này tỉnh thuần năng lượng bị hấp thu ao nước thủy mã trên đổ đầy hơn nữa còn có tràn ra dấu hiệu lữ thiếu khanh không dám trì hoãn nhìn thoáng qua lận vũ lần nữa biến mất lận vũ bên này mới vừa mở to mắt liên thấy muốn giết hắn địch nhân bị đánh thành hai nửa tiên huyết vấy ra một cái thanh niên áo lam trong mắt hần tựa như thiên thần hạ phàm không đợi hắn kịp phản ứng thanh niên áo lam cũng đã biến mất tốc độ nhanh chóng nhưng lận vũ kém chút tưởng rằng đang nằm mơ bất quá ngã trên mặt đất thi thế cùng gây mũi hương vị nói cho hắn biết đây không phải mộng sự tình vừa rồi là thật mặc dù không biết rõ vì cái gì thanh niên áo lam biến mất trong nháy mắt nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội lận vũ không dám trì hoãn vội vàng lần nữa điều động linh lực trong cơ thể chữa thương tiêu y bên này bắp chân còn tại lắc a lắc nhìn xem lữ thiếu khanh xuất hiện một kiếm đem địch nhân cho bổ cứu lận vũ năng rất vui vẻ đối đầu định tiểu hờ cờ nói tiểu hắc ngươi xem ba ba của ngươi chính là người như vậy khấu thị tâm phi mạnh miệng mềm lòng hắc hắc nói không nhúng tay vào tốt nhất vẫn là xuất thủ cha cha lợi hại tiểu hắc cũng nhìn thấy lữ thiếu khanh cử động đứng lên hưng phấn phiến quạt cánh bàn Tiêu Y dứt khoát đem Tiểu Hắc nâng ở trong tay, thừa cơ giáo dục nó nói, Tiểu Hắc, về sau ngươi không muốn học ba ba của ngươi, muốn học ngươi xinh đẹp thông minh sư thúc. Tạ. À. Tiêu Y lời nói vẫn chưa nói xong, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóc lên liền về tới trên phi thuyền. Nhị, nhị sư huynh. Tiêu Y bị dọa đến kém chút đem Tiểu Hắc theo trên thuyền ném xuống. Vô thanh vô tức, rất dễ dàng dọa chết người. Đừng đến nhau nhau ta. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong lập tức tiến vào trong khoang thuyền. Cử động như vậy, nhưng một người ba thú không hiếu ra sao, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Tiêu y rón rén đi vào buồn nhỏ trên tàu cửa ra vào nơi này, dự định nghĩ đến nghe một chút bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng là một cổ cường đại khí tức từ bên trong mãnh liệt mà ra. AP. Tiêu y bị cổ lực lượng này đâm đến sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. May đây là dư ba khuếch tán, nếu là nhầm vào nàng, lập tức là có thể đem nàng ép thành bánh thịt. Ta đi, nhị sự huynh là tại đột phá sao. Tiêu y đầy mắt sùng bái nhìn qua trong khoang thuyền, trên mặt liền viết hai cái chữ to. Sửng bái. Đại sự huynh đột phá, tiến vào nguyên anh hậu kỳ, bảy tầng cảnh giới. Nhị sư huynh cũng là không cam lòng lạc hậu, hiện tại cũng muốn đột phá sao. Tiêu y vội vàng lui lại, xuất ra trường kiếm của mình bắt đầu là lữ thiếu khanh hộ pháp. Cho dù lại cường đại người, tại đột phá thời điểm cũng là yếu nhất thời điểm. Cái này thời điểm nếu là có người đến quấy nhiễu, rất dễ dàng để cho người ta tấu hỏa nhập ma, đột phá thất bại. Theo lữ thiếu khanh bắt đầu đột phá, chung quanh linh lực tụ đến, đầu tiên là nhỏ cổ linh lực, như là nước dòng suối nhỏ róc rách mà chảy. Đóng lấy, tiểu khê biến thành dòng sông, lại biến thành giang hà, phương viên vài dặm, trong vòng hơn 10 dặm linh lực bị hấp thu mà tới. Phán phất nơi này có một cái vòng xoáy, đang không ngừng đem chung quanh linh lực hấp thu mà tới. Hấp lực cường đại, đem phương viên trong vòng hơn 10 dặm tất cả linh lực quét sạch sành xanh, tạo thành trạng thái chân không. Tiêu y nhìn xem trên bầu trời xoay quanh linh lực, nồng đội. Mạnh mẽ chạm mặt tới. Linh lực đã hóa thành thực chất, màu xám trắng linh lực như là tăng mây dày đặc áp xuống tới, cảm giác áp bách. Cũng làm cho nguyên huyên bộ tộc người khiếp sợ không thôi, nhìn xem một màn này, như là thấy được thần tích, không ít người quỳ xuống đất cúng bái. Nhìn xem tầng mây dày đặc, tiêu y bỗng nhiên kịp phản ứng, nàng nhịn không được lo lắng. Nơi này linh lực có thể bị hấp thu chỉ có một phần nhỏ, dị sư huynh có thể có đầy đủ linh lực đột phá sao? Trước đó kế ngôn đột phá đều cân hỏi Lữ Thiếu Khanh muốn linh thạch, dự định mượn nhờ linh thạch bên trong linh lực đến đột phá, bất quá về sau Lữ Thiếu Khanh cho hắn bố, Trí 10 cái 8 cái tụ linh trận có thể giải quyết vấn đề này. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh không có thời gian cho mình bố trí tụ linh trận. Bất quá nhìn xem lính lực khổng lồ không ngừng tràn vào trong khoang thuyền, Tiêu Y bỗng nhiên lại cảm thấy mình không cần lo lắng. Nhị sư huynh nha, không có cái gì có thể lo lắng. Nơi này linh lực không được, hắn không phải còn có 4000 vạn mai linh thạch sao? Ai, buồn lo vô cớ. Nhị sư huynh làm việc xưa nay không dùng người lo lắng. Tiêu Y nói thầm, thậm chí ta hộ pháp cũng không cần, cái này thời điểm có ai sẽ đến quấy rối sao? Nhưng mà, tiêu y vừa mới nói xong, sau lưng vang lên làm người ta sợ hãi tiếng cười, khạch khắc. Chương 942, Địch Nhân Cường Đại Tiếng cười như là trong đêm tối cú vọ, nhưng tiêu y trong lòng phát lạnh. Tiêu y chật vật quay đầu lại, một cái nam nhân huyền lập tại phi thuyền bên ngoài, một đôi mắt như là sài lang, lộ ra hung ác ánh mắt. Người này chính là mới vừa rồi bị lận vũ cục gạch đập mất nửa người tên kia Nguyên Anh Trung Kỳ. Hắn hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này, bị hủy diệt nửa người đã khôi phục, bất quá xem hắn sắc mặt liền biết rõ hẳn bỏ ra không ít đại giới. Mà lại tán phát khí tức so với vừa rồi mà thôi, yếu đi rất nhiều, cảnh giới cũng ngã xuống. Hắn hiện tại tản mát ra khí tức bất quá là Nguyên Anh Sơ Kỷ. Nhưng là Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng đủ để nhẹ nhõm thu dọn tiêu y. Tiêu y tê cả da đầu. Loại địch nhân này quá xấu, nửa người cũng bị đánh không có, thế mà ngắn thời gian ngắn bên trong lại khôi phục. Tiêu y càng nghĩ thì càng khí, căm tức nhìn người tới, ngươi muốn làm gì? nói cho ngươi a à, không muốn chết liền cút nhanh lên hiện tại lữ thiếu khanh ở phía sau đột phá ai tới cũng không có thể quấy rầy tiêu y quơ trường kiếm lộ ra hung ác bộ dáng như là một cái hung ác chó con nhe răng trợn mắt người tới cười lạnh sát y nghiêm nghị phản đạo giả đều phải chết từ ta thái trạch bộ tộc giáp xích đến tiễn ngươi nhóm lên đường giáp xích bị cục gạch đập mất nửa người mặc dù đạt được khôi phục nhưng tổn thất nặng nề thể nội sương mù màu đen hết giận hao tốn hơn phân nữa thực lực giảm xuống suy yếu tới cực điểm. Giáp xích phụng mệnh lại tới đây tương trợ nguyên huyên bộ tộc đối phó lận vũ. Kết quả kém chút đem tự mình nằm tại chỗ này. Mà lại cùng hắn cùng đi đồng bạn cũng trên chiến đấu vẫn lạc. Giáp xích vốn nghĩ lấy vụng trộn chạy trốn, nhưng là cuối cùng lại phát hiện có người thế mà tại cái này thời điểm đột phá. Nhưng hắn mừng rỡ, giúp những người đó trở về cũng có thế giao nộp. Lại tới đây về sau, phát hiện chỉ có một cái tiểu nữ qua cùng ba cái linh súng, càng làm cho hắn cuồng hy đối thủ như vậy, đơn giản không nên quá đơn giản. Hắn không nói hai lời hướng về phía tiêu y một chưởng vung ra. Sương mù màu đen huyển hóa thành một cái đại thủ hướng vẽ phía tiêu y vỗ xuống. Ôm. Phi thuyền sáng lên, mặt ngoài hiến hiện một tăng bạch bạch quang mang, phía thuyền vòng phòng hộ khởi động, chặn giáp xích một kích này. Bất quá lực lượng cường đại nhường phi thuyền chấn động không thôi. Tiêu y nói giận, không người không loại gia hỏa, ngươi là đang tìm cái chết sao. Cái này thời điểm, nàng không thể lại để cho giáp xích động thủ, tiếp tục như vậy rất dễ dàng quấy nhiễu được lữ thiếu khanh tiêu y trường kiếm vung ra một đạo kiếm quan thăng đến giáp xích ta à. tiêu y bất quá là kết đang sáu tầng cảnh giới cùng giáp xích thực lực trên lệch to lớn đối mặt tiêu y cái này một kiếm giáp xích thậm chí đều không cần tránh né cưỡng ừ ngực liền nhường tiêu y không công mà lui Gây tớm gia hỏa tiêu y cái này thời điểm hận tự mình không đủ ra sức không thể một kiếm bố giáp xích xem chiêu tiêu y lần nữa hét lớn một tiếng dùng sức một chiêu bầu trời rơi xuống hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu cháy hừng hực quang mang chiếu sáng bầu trời đêm, nhưng giáp xích 10 điểm chán ghét. Thật sự là chán ghét đồ vật. Giáp xích lạnh lùng vung tay lên, sương mù màu đen gào thét mà lên, nhẹ nhõm đem đại hỏa cầu đánh tan. Oanh. Đại hỏa cầu bạo tạc, quy lực không lớn, nồng đậm sương mù bao phủ nơi này. Tiêu Y không có ý định lợi dụng đại hỏa cầu đối giáp xích tạo thành tổn thương, nàng cần chính là khói đặc đến che lấp giáp xích ánh mắt. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng là thuần thục chui vào trong khói dày đặc xem chiêu tiêu y len lén di vào giáp xích phụ cận thừa cơ bạo khởi trường kiếm phát ra u u lam ánh sáng tại trong sương khói trông rất đẹp mắt mang theo tiêu y đầy ngập sát y thăng đến giáp xích vừa rồi lữ thiếu khanh một kiếm đem một cái địch nhân chém thành hai nửa tiêu y cũng là học theo dự định để cho người ta gian hảo hảo nếm thử nàng trường kiếm sắc bén nhìn ta một kiếm đem ngươi chém thành hai khúc bành một tiếng vang thật lớn tỉ lửa tung tóc to lớn cường độ phản chẩn mà quay về tiêu y hai tay rung lên đây là cái gì xác rùa đen? Chó đồ vật, ngươi là rùa đen sao? Giáp xích quay đầu lại, trên thân sương mù màu đen quanh quấn, như là một tảng thật dày khô giáp, cứng rắn không gì sánh được. Ngây thơ. Giáp xích vung tay lên, sương mù màu đen lại một lần nữa lăn không mà đến, trọng trọng đánh vào tiêu y trên thân. Phốt. Xoạt xoại. Tiêu y xương sườn gãy mất, đột nhiên một miệng lớn tiên huyết phun ra ngoài. Trọng trọng từ trên trời rơi xuống. Trống. Chi chi, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng phẫn nộ, Đại Bạch há miệng, một cổ năng lượng theo hắn nó bên trong miệng phun ra ngoài, như lờ một phát dạng pháo thăng đến giáp xích mà đi. Tiểu Bạch không biết rõ từ nơi đó tìm đến một khối tảng đá lớn, trọng trọng đánh tới hướng giáp xích. Đây coi như là hai cái linh súng lợi hại nhất công kích, nhưng là đối với giáp xích loại này tồn tại mà nói, bất quá là gãi ngứa ngứa thôi. Giáp xích không có trốn tránh, sương mù màu đen như là có sinh mệnh đồng dạng quanh quấn tại hắn xung quanh, nhẹ nhông đem lớn trăm cùng Tiểu Bạch công kích ngăn lại. Giáp xích phất phất tay, như là xua đuối đáng ghét con ruồi, đại bạch cùng tiểu bạch trong nháy mắt nghẹn ngào một tiếng, đồng dạng là tiên huyết cung phúng, từ trên trời rơi. Xuống, quảng xuống đất, không rõ sống chết. Khụ khu. Tiêu y quảng xuống đất, linh hỏn cũng kém chút quảng không có. Trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt thống khố, giáp xích một kích này cũng không dùng hết toàn lực, nhưng cũng đủ làm cho nàng thống khố vạn phần. Thế nội linh lực hỗn loạn không nói, thân thế xương sườn cũng đoạn mất tận mấy cái, toàn thân trên dưới như là bị một thanh đại y đập phá một trăm lần, không có một chỗ không phải tốt. Tiêu y vội vàng nuốt mấy cái chữa thương đang được, thoáng ngừng lại đau xót. Song khi nàng đứng lên thời điểm, sắc mặt đại biến. Thế nội không biết rõ khi nào xuất hiện một cổ sương mù màu đen, ngay tại ăn mòn thân thể của nàng. Như là hấp huyết quỷ, hút lấy linh lực của nàng, liền liền huyết nhục cũng tự hồ bị thôn phê. Đau kịch liệt đau nhường tiêu y nhịn không được thấp giọng trên rỉ, nàng không dám trì hoãn, vội vàng điều linh lực trong cơ thể đến áp chế sương mù màu đen. Nhưng là sương mù màu đen mục tiêu chính là linh lực, linh lực tụ đến, mặc dù có thế áp chế sương mù màu đen nhưng cùng lúc cũng làm cho sương mù màu đen cần nuốt càng thêm nhanh giống như là cháy rồi dùng trang giấy di dập lửa đồng dạng không lớn một một lát tiêu y linh lực trong cơ thể liền trở nên khô cạn cảm giác bất lực xông tới lần này xong đời tiêu y trong lòng đã sinh ra tuyệt vọng hẳn là tự mình hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao nhưng là rất nhanh tiêu y liền tỉnh lại ghê tẩm, ta dù sao cũng là thiên ngự phong đệ tử ta cũng không thể cho đại sư huynh cùng nhị sư huynh mất mặt không phải vậy như thế nào là sư muội của bọn hắn tiêu y ánh mắt kiên định bắt đầu điểm ấy nhỏ khó khăn vừa muốn đem nàng đánh bại nằm mơ đi bất quá có quyết tâm nhưng không có biện pháp mắt nhìn xem linh lực trong cơ thể triệt để khô cạn tiêu y cần răng lần nữa nuốt vào một cái đang dược bổ sung linh lực tiếp lấy vận chuyến lên công pháp của mình điều động trong cơ thể mình kiếm y tới đối phó lấy sương mù màu đen có hy vọng tiêu y mừng rỡ nhưng rất nhanh ánh mắt vừa tối nhạt đi xuống. Có hy vọng là có hy vọng, có thể áp chế xua tan thể nội sương mù màu đen, nhưng bất đắc dĩ là, thực lực của nàng quá yếu. Mắt thấy sương mù màu đen bắt đầu thôn vệ nàng huyết nhục, to lớn đau đớn lại một lần nữa truyền đến thời điểm, thế nội chợt bột phát ra một cổ khác kiếm y, tựa như như mặt. Trời lóa mắt. Chương 943, Tiểu Hắc xuất thủ. Cảm nhận được thể nội cổ kiếm y này, tiêu y lệ rơi đầy mặt, kích động vạn phần. Đại sư huynh kiếm y trước đây không lâu đại sư huynh vì rèn luyện nàng tại trong cơ thể nàng lưu lại kia cổ kiếm y lúc đầu nàng đã tiêu ma bảy tầm phần bởi vì đoạn này thời gian phát sinh sự tình nàng đều quên đi cổ kiếm y này tồn tại hiện tại cổ kiếm y này bộc phát như là thiên hàng thần binh tại tiêu y nguy hiếm nhất thời điểm xuất thủ tiếp viện mặc dù còn thừa không có mấy nhưng kế ngôn cường đại kiếm y cũng không phải những cái kia sương mù màu đen có thể ngăn cán được kiếm y tại tiêu y thể nội bộc phát hình thành một cái chiến trường hướng về phía sương mù màu đen tiến hành giáo sát Tiêu Y nhìn xem đại sư huynh kiếm y nhẹ nhõm đem sương mù màu đen dảo sát, tựa như nắng gắt đồng dạng đem thế gian quỷ mị quỷ quái quét sạch. Đây chính là đại sư huynh kiếm y chân chính uy lực sao? Tiêu Y trong lòng bông nhiên hiện lên một tia hiểu ra, nhưng là vô luận như thế nào cũng bắt không được. Chỉ là hai cái hô hấp không đến, Tiêu Y thể nội sương mù màu đen liền bị quét sạch sành sanh. Tiêu Y cũng thật dài thở vào một cái, nguy hiểm thật a. À. Hôn đảng gia hỏa, ta và ngươi không xong. Tiêu lại lần nữa ngự kiểm mà lên, dứt tới giáp xích trước mặt, hướng về phía giáp xích hét lớn, không người không loại đồ vật, nhận lấy cái chết. Giáp xích nhíu mày, kinh nghĩ, ngươi thế mà còn chưa có chết. Hắn vừa rồi một kích không nói toàn lực xuất kích, nhưng cũng không phải một cái kết đan kỳ có thể tùy tiện ngăn cản được. Một kích phía dưới, không chết cũng phải gần chết, chỗ nào còn có thế giống tiêu y dạng này nhảy nhót tưng bừng. Muốn giết ta. Nắm mơ đi. Tiêu y hét lớn một tiếng, lần nữa chủ động xuất kích. Lần này, kiếm quan so với trước đó càng thêm hào quang ống ánh, uy thế lớn hơn mãnh liệt kiếm qua nhường giáp xích rất không ưa thích cao mày hừ lạnh điêu trùng tiểu kỹ vẫn như của một trưởng vung ra sương mù màu đen dương nhanh múa vuốt lại lần nữa hóa thành một cái lớn thủ trưởng chụp về phía tiêu y đi chết điệp giáp xích đã không kiên nhẫn được nữa loại này đáng ghét con ruồi chụp chết được rồi bành tiêu y công kích tại giáp xích trước mặt có vẻ mềm yếu không có lực lượng tại to lớn một trưởng trước mặt trong nháy mắt bị đánh tan to lớn thủ trưởng đề xuống đen nghịch to lớn cảm giác áp bách đế cho người ta ngạt thở phán phất muốn đem đại địa một chưởng đánh chìm. To lớn thủ trưởng rung trời tế nhật, nhưng tiêu y không đường có thể trốn. Cảm thụ được uy lực cường đại, tiêu y cản răng trong tay xuất ra một cái ngọc bội. Hừ, phản đạo giả pháp khiếp nhìn thấy tiêu y xuất ra ngọc bội, giáp xích càng phát ra coi nhẹ, vẫn như cũ là câu nói kia, điêu trùng tiểu kỹ, không chịu nối một kích. Đồng thời tâm thần khẽ động, thúc giục sương mù màu đen tăng thêm tốc. Âm mờ. Thủ trưởng mang theo khí thể không thể địch nổi trọng trọng quay trên người tiêu y. Hừ cuối cùng biến mất, giáp xích trong lòng buông lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười nhân nhạt. Chụp chết một cái ong ong bay con ruồi, tâm tình dễ chịu không ít. Vả chạm phía dưới, một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống đập xuống đất. Tiêu y lại một lần nữa bị vỗ xuống tới. Tiêu vê chính không để y tới thương thế, nàng nhảy ra, phun bầu trời phía trên ngươi giáp xích giận mắng. Không người không loại đồ vật, cái này thế nhưng là đại sư huynh cho nhị sư huynh đồ vật, ngươi thường cho ta. Cái này nhất định là tính vật đính ước, nhị sư huynh niệm tình ta thực lực yếu, cố y cho ta đến để phòng vạn nhất. Nhưng nhất định không hy vọng ta dùng. Đến thời điểm nhị sư huynh hỏi tới làm sao bây giờ? Đại sư huynh hỏi tới làm sao bây giờ? Nếu là vợ chồng trẻ bởi vậy náo loạn mâu thuẫn, ta chính là thiên đại tội nhân. Sư phụ còn đánh không chết ta. Phần nộ tiêu y đã đỏ lên mắt, ta đánh không lại ngươi, ta liên mắng chết ngươi. Em đẹp người không làm, nhất định phải cho người ta đi làm chó. Không đúng, chó cũng biết rõ ai mới là đáng giá đi theo người, không giống loại người như ngươi gian, hất lên da người đồ vật, vội vàng đi cho quái vật là hiếu tử. Cha ngươi biết không? Mẹ ngươi biết không? Ngươi tố tông 18 đời biết không? Không đúng, nếu là biết, bọn hẳn xác định vững chắc theo trong quan tài leo ra đánh chết ngươi cái này không phải người đồ vật. Tiêu y cái kia khí A. À. Đây là nhị sư huynh cho nàng báo danh đồ vật, hôm nay ở chỗ này liền bị dùng. Ngẫm lại cũng đau lòng. Ta hôm nay liền mắng chết ngươi. Tận khả năng cho nhị sư huynh tranh thủ thời gian. Giáp xích kinh hải, cái này cũng quay bất tử con rùi này. Tiêu y thanh âm dễ nghe, nhưng nội dung lại làm cho giáp xích trong lòng lửa giận từ từ ra bên ngoài mạo. Trong mong phản đạo giả quả nhiên đều đáng chết. Ghê tẩm, đáng chết pháp khí. Giáp xích vô cùng phẫn nộ. Ta không tin ngươi còn có pháp khí như vậy. Cơn giận dữ tràn ra ngoài, sát khí tăng vọt, nhưng giáp xích con mắt trở nên không gì sánh được đỏ bừng. Tiêu y tiếng mắng nhường hắn đem cừu hận một mực khóa chặt trên người tiêu y. Giáp xích mắt lộ ra hung quang, như thế nhau nhau con rùi, không chụp chết có lỗi với tế thần đại nhân. Giáp xích duỗi tay ra, sương mù màu đen quanh quẩn tại trong tay, không ngừng biến ảo, tà ác khí tức làm cho người sợ hãi cùng buồn nôn. Giáp xích không có ý định lại giữ lại thực lực, quyết định lần này nhất định phải đem tiêu y cái này làm cho người chán ghét vi đập rùi chết. Tiêu y phát giác được kinh khủng khí tức, lập tức hơi tỉnh táo rất nhiều. Nhưng là như bây giờ thế cục, nàng cũng không có đường lui, tiếp tục chỉ vào giáp xích giận mắng, người có dám hay không đè thấp cảnh giới, ta cùng đánh một. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, Ngươi ở trước mặt ta chính là một cái con rệp, ta một cước là có thể đem ngươi giảm chết. Con rệp, có dám hay không? Giáp xích càng nối giận hơn, còn dám mãn ta là con rệp. Khí tức tăng vọt, sương mù màu đen cũng đi theo tăng vọt, như là một đầu xuất lồng mảnh hố, tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa. Hưu. Một tiếng vang nhỏ, một đạo màu đen cái bóng xẹt qua. Ngưng tụ thành hình sương mù màu đen như bị trùng điệp va chạm, trong nháy mắt tiêu tán. Giáp xích cũng như lọc vào trọng kích, qua một tiếng, phun ra một miệng lớn tiên huyết ai ai giáp xích vừa sợ vừa giận bị đánh lén một cái tiếu hắc điểu xuất hiện tại giáp xích trước mặt thở phì phì nói không cho phép ức hiếp sư thúc tiểu hắc đầu lông dựng lên đến đại biểu cho nó hết sức tức giận dám khi để sư thúc đánh chết tiểu hắc tiêu y ở phía dưới nhìn thấy về sau vừa mừng vừa sợ cuối cùng ta cái này sư thúc không có phí công thương ngươi nàng lo lắng kêu lên tiểu hắc chạy mau chỉ có năm đấm lớn nhỏ tiểu hắc rất dễ dàng để cho người ta bỏ qua thực lực của nó hử súc sinh giáp xích hừ lạnh một tiếng không có đem tiểu hắc để ở trong lòng lạnh lùng phất tay sương mù màu đen hướng phía tiểu hắc quét sạch mà di tiểu hắc hai cánh chấn động chủ động xông vào sương mù màu đen bên trong tiêu y thấy thế cả kinh kêu to lên tiểu hắc sương mù màu đen đáng sợ tiêu y vừa rồi đã có chỗ lĩnh giáo tiểu hắc ngần ấy thịt phóng di sợ không phải liền xương cốt đều phải dung đáng chết gia hỏa dám dạng này đối phó tiểu hắc nếu là tiểu hắc xảy ra điều gì ngoài y muốn ta như thế nào hướng nhị sư huynh bàn giao? Còn không phải bị đánh chết. Tự tìm đường chết. Giáp xích nhìn thấy tiếu hắc có dũng khí chủ động xông vào sương mù màu đen bên trong, cũng là cười lạnh. Nhưng là, sau một khắc, một đạo cái bóng theo sương mù màu đen hướng bên trong ra, tựa như màu đen như thiếm điện trọng trọng đụng vào hắn trên ngực. Hoa! Giáp xích bị trọng trọng đụng bay. Chương 944, Thế giới không chân thật. Giáp xích cúi đầu chính nhìn xem ngực, lợi dụng các loại động vật hung thú lân giáp chế tạo mà thành giáp trụ đã vỡ tan, lộ ra bên trong vết thương, máu me đầm đìa. Nhúc nhích máu thịt bên trong, còn có thể thấy rõ ràng bên trong xương cốt. Giáp xích khó có thể tin nhìn xem trước mặt tiểu hắc, không thể tin được loại này tiểu chút chích sẽ như vậy lợi hại. Ghê tẩm. Giáp xích cuối cùng biết rõ tiểu hắc lợi hại. Phẫn nộ hắn lần nữa ra tay với tiểu hắc, ta muốn giết ngươi. Hừ. tiểu hắc ngạo kiều hử một tiếng, phe phí. Cánh cùng giáp xích đại chiến. Nó thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhanh như thiểm điện, tại dưới bầu trời đêm, tựa như màu đen thiếm điện, một lần lại một lân bổ về phía giáp xích. Giáp xích mặc dù thực lực giảm xuống, nhưng dù sao tố chất thân thế cùng kinh nghiệm chiến đấu đều còn tại, lại thêm sương mù màu đen khó chơi, tiểu hắc một thời gian cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghỉ. Tiêu y nhìn xem tiểu hắc cùng giáp xích đại chiến liên tục, đánh có qua có lại, không phân trên dưới. Cả người ngây đại. Cái này thời điểm mới hậu trị hậu giác. Tiểu hắc nguyên lai là lợi hại như vậy a à. Trước đó còn tưởng rằng là bởi vì lai lịch bí ẩn khả năng ức hiếp đại bạch cùng tiếu bạch đây. Nhìn xem tiểu hắc ra sức chiến đấu, tiêu y bông nhiên cảm giác được trong lòng có dũng khí nhàn nhạt ưu thương. Ta liền nhị sư huynh khuê nữ cũng không sánh bằng sao. Tiêu y đầu hiện lên 90 độ, 10 điểm ưu thương nhìn qua bầu trời. Một ưu thương ánh mắt một mực di theo tiếu hắc thời gian đần trôi qua con mắt của nàng dân dần thất thần, tự hồ thấy dược một chút cái gì, một loại hiểu ra lân nửa nổi lên trong. Lòng tiểu hắc bên này cũng bắt đầu thời gian dân trôi qua chống đỡ hết nối nó hiện tại trạng thái dù sao vẫn là một đứa bé vừa ra đời không bao lâu dũng một câu chuyện cũ kể còn không có cai sữa cũng bắt đầu nương tựa theo tốc độ ưu thế cùng suốt kỳ bất y có thế cho giáp xích tạo thành một chút phiền toái nhưng là theo thời gian trôi qua giáp xích một lần nữa ổn định thế cục sương mù màu đen vung lên như là vi đập trùi đồng dạng đem tiểu hắc đánh bay Gây tởm tiểu hắc bị đánh bay trên không trung như là một cái bóng đồng dạng xoay tròn đau nó nước mắt chảy ra tới. Phẫn nộ nó ngửa đầu, phát ra bén nhọn tiếng chim hót, chung quanh linh lực tụ đến, sau đó nó bên trong miệng thình lình phun ra một đạo hỏa diễm. Quốc hồng sắc hỏa diễm tản mát ra nhiệt độ cao, không gian xung quanh tại hừng hực kinh khủng dưới nhiệt độ phát sinh vạn vẹo. Như là dây thường đồng dạng hóa diễm xẹt qua mờ tối bầu trời, cuốn về phía giáp xích. Giáp xích cũng cảm nhận được hỏa diễm kinh khủng nhiệt độ, hẳn không dám lấy thân mạo hiểm. Vẫn như cũ là vận dụng sương mù màu đen ngăn cảm lớp kính màu đen tường xuất hiện, ngăn tại lượt chiếc trước mặt. Hô! Bất quá tiểu hắc hỏa diễm như là đốt sạch vạn vật thần hỏa, nhẹ nhõm đem tường thật đầy thể đốt ra một cái động lớn, còn sót lại hỏa diễm tiếp tục lao thẳng tới giáp xích mà đi. Giáp xích kinh hải, vội vàng bước ra trở ra. Tiểu hắc chỉ huy hỏa diễm ở phía sau theo đuối không bỏ. Giáp xích ở phía trước trốn, tiểu hắc ở phía sau đuổi theo. Giáp xích một bên trốn một bên không ngừng điều động sương mù màu đen ngăn cản, nhưng ở tiểu hắc hỏa diễm trước mặt, vô luận sương mù màu đen như thế nào huyễn hóa cũng ngăn cản không nổi hỏa diễm đốt cháy tiểu hắc anh tư rơi vào tiêu y trong mắt tiêu y theo bản năng sợ hãi thần phục tiểu hắc thật lợi hại tiêu y hai mắt đã đã mất đi tiêu điểm một đôi mắt bên trong chỉ có tiểu hắc thân ảnh thật sâu lạc ấn trong lòng nàng đồng thời trong nội tâm nàng cái chủng loại kia cảm giác càng thêm rõ ràng đáng chết giáp xích bị đuổi đến chật vật chạy trốn tức giận không thôi hắn rất nhớ quay về đầu cùng tiểu hắc liều mạng nhưng là tiểu hắc điều khiến hỏa diễm tán phát khí tức nhường tâm hần kinh run rẩy cảm giác nguy hiểm một mực quanh quấn tại trong lòng hắn giáp xích không có biện pháp chỉ có thể tạm thời lui lại quân nhau chậm rãi tìm kiếm thời cơ giáp xích chờ đợi thời cơ rất nhanh liền đến chỉ nghe tiểu hắc kêu một tiếng còn tại truy sát giáp xích hỏa diễm trong nháy mắt biến mất mà tiểu hắc cũng là há to mồm thở hổn hến thở giáp xích gặp đây trong lòng mừng rỡ xoay người nông nô đem ca hát biệt khuất lâu như vậy hiện tại cuối cùng đến phiên hắn ra mặt. Ha ha, giáp xích cười ha hả, súc sinh, chỉ ba ngươi cái này chim non cũng nghĩ giết ta. Đi chết đi. Giận quá mà cười giáp xích động thủ, không còn lưu tình. Tiểu hắc bên này mệt mỏi thở hỗn hến thở, tốc độ cũng giảm xuống một mảng lớn. Tại giáp xích liên tục tiến công phía dưới, rất nhanh liền hiểm tượng hoàng sinh. Ta xem bây giờ còn có ai có thể tới cứu ngươi. Giáp xích ánh mất âm tàn, nông đậm sát y tựa như gió lạnh gào thét, đông kết lấy chung quanh hết thảy. Bỗng nhiên, một tiếng chim hót trên mặt đất vang lên, tiếp lấy một cái giống như tiểu hắc chim nhỏ xông lên tri. Cái gì? Giáp xích hoài nghĩ mình hoa mắt, cái này tiếu súc sinh còn có phân thân sao? Tiểu hắc cũng ngây dại, tự mình cái gì thời điểm có thêm một cái huynh đệ tỷ muội. Bành! Từ phía dưới sông lên tiểu hắc trắng trắng chắc chắc đụng trên người giáp xích, lập tức một cổ kiếm y bộc phát. Lận vũ theo trong hố sâu nhảy lên một cái, thật dài ra một hơi. Thế nội những cái kia sương mù màu đen cuối cùng bị trừ tận gốc, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nối bất quá cái kia thanh niên áo lam rốt cuộc là người nào lận vũ trong lòng là trần ngập cảm kích nếu như không phải lữ thiếu khanh thực hiện viện thủ hắn hôm nay chết chắc lận vũ ánh mắt rơi vào nơi xa bên kia áo trắng kế ngôn đang cùng tế tự quái vật đại chiến kiếm quan sáng chói tựa như mặt trời muốn đâm rách cái này hắc ám sương mù màu đen tràn ngập tựa như ma vương hàng thế thề phải đem bóng tối bao trùm đại địa chỗ nào xuất hiện yêu nghiệt lận vũ cảm giác được có chút không chân thực còn trẻ như vậy cứ như vậy lợi hại sao đối thượng nguyên hậu kỳ kỳ tế tự quái vật, đánh có đến có quay về, không phải yêu nghiệt là cái gì. Lận vũ không có ý định đi hỗ trợ, thiếu niên cao thủ, nhất định tính cách chuyên mười phần, tùy tiện nhúng tay, dễ dàng đắc tội với người. Sống lâu như vậy lận vũ đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Hắn ánh mắt xuống trên người giáp xích, khi hắn nhìn thấy trên mặt đất tiêu y. Thấp giọng thầm thì, bọn hắn là một bọn sao. Cái này tiểu nữ qua nhìn ngược lại là rất bình thường. Lận vũ lại một lần nữa thoải mái một hơi, nếu là từng cái đều là yêu nghiệt, hẳn thật muốn hoài nghĩ nhân sinh. Bất quá cái kia chim nhỏ cũng quá mạnh a. À. Lận Vũ nhìn một một lát, cuối cùng lắc đầu, bất quá cuối cùng không phải là đối thủ. Xem ra muốn tìm cái thời cơ ra tay giúp giúp bọn hắn. Ngay tại Lận Vũ chuẩn bị xuất thủ thời khắc, một tiếng tiếng chim hót vang lên, một cái tiểu hắc điểu xông lên tười Lận Vũ miệng trợn mắt ngốc, kiếm y hóa hình sao? Cái này tiểu nha đầu có cái gì lai lịch? Tại dạng này tình huống phía dưới lĩnh ngộ sao? lận vũ lại một lần nữa cảm giác được thế giới không chân thật, không phải là tự mình già, cùng không lên trào lưu, hiện nay trên đời người trẻ tuổi từng cái đều là yêu nghiệt sao? Nói đùa cái gì? Nếu như nhân tộc đều là dạng này thiên tài, cái gì cấu thí tế thần, còn không phải nhẹ nhõm bóp chết. Nhìn thấy tiêu y một kiếm đối giáp xích cũng không thể tạo thành thương tốn quá lớn, lận vũ mới thở vào nhẹ nhõm, còn tốt, không đến mức biến thái đến hắn đón không? Chịu được tình trạng. Nếu là tiêu y cái này một kiếm đem giáp xích chém chết, hắn thật sẽ sụp đổ cái này một kiếm, kích thích địch nhân tức giận. Chương 945, muốn lấy cao nhân lão gia gia tư thái xuất hiện. Giáp xích chính nhìn xem trước ngực dân khắp nơi, vô số vết thương thật nhỏ bạo liệt, hắn lại một lần đổ máu. Tiên huyết bắn tung tóe, cơn giận của hắn cũng tựa như muốn từ bên trong bạo phát đi ra. Đáng chết, đáng chết gia hỏa, ta muốn giết các ngươi. Hắn dù sao cũng là nguyên anh kỳ tồn tại, lại tại nơi này bị một cái tiếu nha đầu, ba cái linh súng khiến cho đầu tóc đầy bụi. Đây không thể nghĩ ngờ là vô cùng nhục nhã không đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Lận Vũ lắc đầu, thấp giọng nói, "Lỗ Mãn A, à, làm như vậy, chỉ có thể chọc giận địch nhân, có thể có chỗ tốt gì?" Liền xem như vì trì hoãn thời gian, cũng không thể dùng dạng này biện pháp. Tranh thủ điểm ấy thời gian có làm được cái gì? Lận Vũ cũng biết rõ Tiêu Y bọn hắn tại sao muốn cùng giáp xích chiến đấu. Hết thảy cũng là vì trên phi thuyền nữ thiếu Khanh. Bất quá tại cái này thời điểm lựa chọn đột phá, cũng là quá mức trò đùa. Đột phá cần thời gian quá dài, đến cùng là người trẻ tuổi không giữ được bình tình a. À. Lận vũ lắc đầu, than thở, tự hồ 10 điểm đáng tiếc, một bộ người từng trải bộ dạng. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể tìm về một điểm tự tin. Dù sao đối mặt với yêu nghiệp, áp lực rất lớn. Yêu nghiệp là yêu nghiệp, kinh nghiệm vẫn là thiếu một chút, không bằng người thế hệ trước. Ngô, nên ta xuất thủ. Xa xa giáp xích không ngừng toát ra sương mù màu đen, như là quái vật hình người. Hắn đã bị triệt để chọc giận, sắc y bay thăng tráng, thôn vệ lấy ly trí của hắn hắn hiện tại chỉ muốn đem tiêu y bọn hắn triệt đế chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Các ngươi nhận lấy cái chết. Sương mù màu đen quanh quẩn, giáp xích tựa như ma vương, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, hắn băng lãnh ảnh mắt xuống trên người tiểu hắc. Tiêu hét lớn một tiếng, tiểu hắc, chạy. Tiểu hắc cũng phát giác được giáp xích đáng sợ, đợt tiếp theo công kích nó ngăn cản không nối. Nó không nói hai lời quay người liền hướng phía phi thuyền bay đi, thân thể nho nhỏ xẹt qua bầu trời đêm, bay vào trong khoang thuyền, cha cha. Lận vũ im lặng, đây coi là cái gì? Bị khi phụ, về nhà tìm đại nhân sao? Chẳng những không có tác dụng, ngược lại quấy nhiều kia tiểu tử a. Lận Vũ tiếp tục lắc lắc đầu, tiếp tục ông cụ non, đến cùng là người trẻ tuổi, liền nuôi cái linh súng cũng nuôi không tốt. Thôi, chỉ có thể ta xuất thủ. Lận Vũ hai tay chấp sau lưng, chậm rãi lên không hướng phía nơi xa bay đi. Mới vừa rồi bị đánh rất chật vật, hiện tại đến hảo hảo đem cao nhân bộ đáng cho trang trở về. Nhất định phải khiến cái này thanh niên trong lòng đối với mình coi trọng mới được không phải vậy tại trước mặt bọn hắn đều không có ý tứ ngãn đầu. Lận vũ tốc độ không nhanh, hắn dự định muốn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, dạng này khả năng tốt hơn làm nối bật lên hắn cao nhân bộ dáng. Nhìn xem giáp xích cuốn theo lấy hờ cờ vũ như là vô số quy vật hội tụ cùng một chỗ nhào về phía phi thuyền. Lận vũ lúc này mở to miệng. Nhưng mà lận vũ dừng tay hai chữ còn không có một hô xong, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên bầu trời linh lực hội tụ mà thành tân mây thật dày bỗng nhiên nổ tung, không có dấu hiệu nào bộc phát, cường đại linh lực hóa thành sóng xung kích khuếch tán. Một cổ cường đại uy áp theo trong khoang thuyền bộc phát, to lớn cảm giác áp bách nhường nhào về phía giáp xích thân thể chấn động, tiếp lấy linh lực hóa thành sóng xung kích. Va chạm mà tới, như là lao nhanh gào thét sóng biển, gầm thét mà đến, trọng trọng đập trên người giáp xích. Phốc. Giáp xích phun ra lấy tiên huyết, bay ngược vài dặm. Ai dầm khi để ta ngốc vịt. Một tiếng lười biến thanh âm vang lên, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại phi thuyền đầu thuyền, Tiểu Hắc đứng tại trên vai của hắn, ngẩng lên đầu, hiếp mắt để lộ ra một cổ vui vẻ giống khi dễ ta ta nhường cha ta đánh chết ngươi giáp xích bộ dạng cản thêm thê thảm mặt mũi tràn đầy tiên huyết hắn hoảng sợ nhìn qua lữ thiếu khanh hết trầm lên ngươi ngươi làm sao lại nhanh như vậy câu nói này cũng là lận vũ muốn hỏi hắn chưa nói xong cũng tại trong cố họng mười điểm khó chịu như thế không hợp thói thường sao ngươi không phải tại đột phá a ngươi là ở bên trong uống nước đi ly nải, nải a có một khắc đồng hồ sao không sai biệt lắm là đảo mắt đã đột phá, yêu nghiệt cũng không thể yêu nghiệt đến trình độ này a. À. Cái thế giới này đã trở nên không bình thường sao? Lận vũ dừng ở không trung, thật sâu hoài nghĩ lên nhân sinh tới. Vốn nghĩ lấy cao nhân lão gia gia tư thái xuất hiện, văn hồi một điểm mặt mũi. Kết quả đây, lại tới đây, chiếm cái tốt vị trí, có thể xem thật kỹ đùa giỡn. Mặt quân kiếm chỉ phía xa giáp xích, lữ thiếu khanh hét lớn, cho ta nhận lấy cái chết. Ngây thơ gia hỏa, ta muốn làm thịt ngươi. Giáp xích gầm thét, sương mù màu đen đem hắn bao phủ như là một đoàn mây đen mang theo làm cho người hít thở không thông uy áp giết trở lại tới hắn không có giữ lại thực lực triệt để bộc phát ra thực lực của mình bao phủ tại sương mù màu đen bên trong hắn thấp giọng gầm thét như là một đầu bạo ngược mảnh hổ hạ sơn lận vũ nhìn thấy giáp xích một bộ liều mạng tư thế thấp giọng nói ta còn có cơ hội vừa rồi hẳn là đánh lén khả năng giết nguyên huyên bộ tộc hôn ô hiện tại chính diện đánh nhau hẳn là muốn đánh lên một đoạn thời gian đến thời điểm ta lại tìm kiếm cơ hội nhất định phải ở trước mặt hắn hảo hảo biểu hiện ra một cái thực lực của ta. Cao nhân lão gia gia hình tượng nhất định phải bày biện ra đến, không phải vậy mặt mũi này không đẹp. Giáp xích bạo nộ nhi đến, khí thế kinh người, sương mù màu đen gào thét, không ngừng thôn vệ lấy chung quanh linh lực, cuốn lên thập phương phong vân, tựa như diệt thế ma. Vương Giáng Lâm Cường đại khí thế bàn bạc 10 điểm kinh người, cũng khó trách lận vũ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh sẽ cùng giáp xích sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Nhưng mà đối mặt như thế kinh người giáp xích, Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, mặt quân kiếm nhẹ nhàng vung ra. Mặt quân xuất hiện, chỉ vào giáp xích hét lớn, tiểu tặc, nhìn ta chém chết ngươi. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện sao lốn đốn đầy trời, tại đêm tối lờ mờ không phía trên lấp lóe, phóng xuống tới tỉnh quan hóa thành một đóa đóa hỏa diễm. Như là vô số hỏa diễm tình linh múa, trải rộng bầu trời, đem giáp xích bao vây lại. Hỏa điểm quay tròn chuyển, trông rất đẹp mắt, nhưng là tản ra kinh khủng nhiệt độ bóc méo bầu trời, cũng làm cho giáp xích cảm nhận được nguy hiểm. Hỏa điểm hướng phía giáp xích hội tụ mà đi, ở vào ở giữa giáp xích tựa như vòng xoáy trung tâm, không ngừng hấp dẫn lấy hỏa diễm. Cút. Giáp xích gầm thét một tiếng, sương mù màu đen tăng vọt, vần quanh xoay tròn, hóa thành màu đen khí toàn dùng cái này để ngăn cản lên hỏa điểm xung kích. Một đóa đóa hỏa diễm bị sương mù màu đen chỗ ma diệt, nhưng là chung quanh có vô số hỏa diễm, không ngừng xung kích, rất nhanh liên đem giáp xích thôn vệ tại trong ngọn. Lửa. Cuối cùng một tiếng hét thảm vang lên, thê lương thanh âm tuyệt vọng quanh quấn tại trên bầu trời. Hỏa điểm tán di, đầy trời kiếm y cũng biến mất theo giáp xích thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ hắn thoi thóp trên người sương mù màu đen không gì sánh được mỏng manh giáp xích thân thể từ trên trời rơi xuống lữ thiếu khanh lại nhẹ nhõm bố sung một kiếm đánh mất sức chiến đấu giáp xích đồng dạng bị đánh thành hai nửa thế nội cũng toát ra một đoàn đặc thù sương mù màu đen lữ thiếu khanh thấy thế nhãn tình sáng lên lần nữa vung tay lên đem cái này đoàn sương mù màu đen đưa tới sau đó thôn vệ như là bổ sung năng lượng đón lấy tại xuất thủ một mồi lửa đen giáp xích thi thế dương dám khi dễ hắn nữ nhị, nhất định phải áp chế cốt dương hôi. Giải quyết xong giáp xích về sau, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào nơi xa đờ đẫn lận vũ trên thân. Chương 946, ta muốn đi đi ngủ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt quét tới, băng lãnh hờ hững, nhưng tự xưng là trải qua sóng to gió lớn lận vũ cũng là nhìn không được trong lòng nghiêm túc, thân thể cứng ngắc. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua ánh mắt, nhưng hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh cũng là thuận tay bắt hắn cho làm thịt. Bất quá nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, đem tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Lữ Thiếu Khanh đem ánh mắt dời, cuối cùng nhường lận vũ nhẹ nhàng thở ra. Áp lực quá lớn. Nhẹ nhàng thở ra lận vũ cũng theo danh vọng đi, lại là nhường hắn khiếp sợ. Cùng hắn thực lực không sai biệt nhiều, thậm chí còn cường đại mấy phần tế tự quái vật ngay tại che lấy thân thể của mình kêu trên. Một đạo sâu đủ thấy xương vẹt thương theo cơ hồ đem nó chém thành hai khúc, máu đen tung tóe vấy, trên vết thương kiếm y nồng đậm, như là sâu hút máu đồng dạng thông phê. Lấy nó huyết nhục kế ngôn thần sắc tỉnh táo cầm kiếm mà đứng biểu lộ không vui không buồn như thế hắn tản mất ra cường đại khí tức để cho người ta kính sợ lận vũ trong lòng nhịn không được bạo to cái thế giới này là cái gì thời điểm bắt đầu không bình thường như thế lập tức toát ra nhiều như vậy tuổi trẻ yêu nghiệt khí thần trong tổ chức cái gọi là thiên tài cùng bọn hắn so sánh kém đến thực sự quá xa tế tự quái vật kêu thảm vài tiếng về sau sương mù màu đen cuốn lên bao vây lấy vết thương một trận nhúc nhích về sau vết thương lại lần nữa khép lại tự mang vú em kỳ năng. Nó tỉnh hông đôi mắt lộ ra ra thật sâu kiên kỵ, kế ngôn quá mạnh, ép tới nó không ngẩng đầu được lên. Nhìn xem khí định thần nhàn, không có vội vã tiếng công kế ngôn, nó lộ ra oán hận biểu lộ, đột nhiên phóng tới nguyên huyên bộ tộc trên không. Trướng cổ lên hướng về phía phía dưới gầm lên giận dữ, há to mồm dùng sức khẽ hấp. Nguyên huyên bộ tộc phía dưới tộc nhân trên thân nhau nhau toát ra một cổ sương mù màu đen, tụ đến, bị tế tự quái vật hấp thu. Mà phía dưới nguyên huyên bộ tộc người thì nhau nhau hét thảm lên, bọn hắn quỳ trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi. Thế nội kia cố sương mù màu đen ly thế đối bọn hắn tạo thành to lớn tổn thương. Có người thổ huyết, có người hôn mê. Liền liền ngay tại chiến đấu những cái kia tộc nhân cũng nhao nhao kêu thảm đánh mất sức chiến đấu, nhưng thí thân tố chức người thật to nới lỏng một hơi. Bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời tế tự quái vật, cái này thời điểm xuất thủ, là heo đông đội sao. Đạt được sương mù màu đen bổ sung tế tự quái vật chẳng những khôi phục trạng thái, mà lại khí tức không ngừng kéo lên, liên tiếp đề cao lận vũ nhìn thấy về sau, nhịn không được kêu to lên, nhanh, ngăn cản nó, không thể để cho nó thuận lợi đột phá. Nhưng là kế ngôn thờ ơ, lạnh lùng nhìn xem tế tự quái vật khí tức đang không ngừng kéo lên, hắn đang chờ. Nhìn thấy kế ngôn không có động thủ, tức giận đến lận vũ thắng dậm chân. Loại này thanh niên chính là chán ghét, không có chút nào nghe lão nhân nói. Sớm tối đến ăn thiệt thòi. Hắn đối thêm gân lửa thiếu khanh hô, vị này công tử, ngươi tranh thủ thời gian nhường hắn động thủ A, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nối lữ thiếu khanh trả lời một câu ta quản hắn chết sống a à? sau khi nói xong liền tiến vào buồng nhỏ trên tàu hướng về phía tiêu y để lại một câu nói không có việc gì đừng đến phiền ta tiêu y bên này đang ôm đại bạch tiếu bạch chữa thương hai bạch bị giống con ruồi đông dạng đánh bay thụ thương không nhẹ nhưng cũng không đến mức có sinh mệnh nguy hiếm nghe được lữ thiếu khanh về sau tiêu y vội vàng hỏi nhị sư huynh ngươi muốn làm gì đi ngủ nơi xa nhìn qua lận vũ mười điểm im lặng hắn thật sâu hoài nghĩ bọn hắn là một bọn sao. Tại thời khắc mấu chốt này chạy tới đi ngủ. Nói đùa cái gì, đối thủ là dễ đối phó như vậy sao? Quả nhiên, tế tự quái vật khí tức nhảy lên tới cực hạn, cảnh giới đã sánh vai nhân loại nguyên anh hậu kỳ chính tầng cảnh gì. Thực lực tăng nhiều, tế tự quái vật tự tin một lần nữa tìm trở về. Nó trong ánh mắt lộ ra đắc y, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, cường đại khí tức quét sạch. Sương mù màu đen từ trên người nó tràn ngập, hắc ám không ngừng mở rộng, tại trong hắc vụ tế tự quái vật nhìn càng phát kinh khủng, như là giáng lâm trong nhân thế ma. Vương. Mang theo hủy diệt mà đến, nhưng thời gian rung rấy. Phía dưới nguyên huyên bộ tộc người thấy cảnh này về sau, nhao nhao quỳ xuống đất cúng bái. Tế tự đại nhân, mong rằng mau cứu chúng ta. Tế tự đại nhân, giết những này phản đạo giả, đưa ta bộ tộc một cái thanh tịnh. Tế tự đại nhân vạn tuế, tế thần đại nhân vạn tuế. Giết sạch những này phản đạo giả. Mặc dù tế tự quái vật đem sương mù màu đen thu về, nhưng nguyên huyên bộ tộc những người này thụ thương nghiêm trọng nhưng từ nhỏ đã bị tế não bọn hắn đối tế tự quái vật không sinh ra nửa điểm quán khí, ngược lại đối với cái này càng thêm cúng bái. Tức giận đến lận vũ chửi ầm lên, bùng nhảo đỡ không lên tường gia hỏa, ngu xuống. Thực lực đạt được tăng lên, tế tự quái vật hướng về phía kế ngôn lành lạnh ánh mắt xuống trên người kế ngôn, đã là coi kế ngôn là tìm đường chết người đối đãi giống nhau. Trỏng. Tế tự quái vật gầm lên giận dữ, thân ảnh biến mất tại hắc ám bên trong. Trong một nháy mắt nó xuất hiện tại kế ngôn trước mặt, tốc độ nhanh đến mức cực hạn hàng quan lòe lòe lợi trảo xé rách không gian, hung hăng chụp vào kế ngôn. Nhìn thấy quái vật chỉ là trong nháy mắt liên dựa vào nhục thân cường độ vượt ngang hơn vạn mét cự ly, cường hãn nhục thân thậm chí trên không trung phát ra kinh khủng tiếng. Triết. Lận vũ con người đột nhiên rụt lại, tê cả da đầu. Tế tự quái vật so với cùng hắn giao thủ thời điểm càng thêm cường đại. Coi như hắn trạng thái hoàn hảo, thực lực ở vào thời kỳ cường thịnh, hắn cũng không có lòng tin có thể đánh được lúc này tế tự quái vật. Ai, cục diện thật tốt cứ như vậy lãng phí một cách vô ích lận vũ vỗ đùi, đau lòng nhức óc, vừa rồi rõ ràng có thế ngăn căng quái vật tăng cường thực lực. Nhưng là kế ngôn không có, đần độn chờ lấy quái vật thuế biến hoàn thành. Người trẻ tuổi A. Lận vũ lắc đầu thở dài, dạng này người trẻ tuổi, còn kém một chút A. Thôi, thắc phía dưới hẳn thua thiệt thời điểm, ta lại ra tay giúp hẳn di. Lận vũ con mắt chăm chú nhìn chăm chăm chiến trường, cao thủ lão gia gia hình tượng còn có thế xuất hiện. Tế tự quái vật dết tới kế ngôn trước mặt, tốc độ cực nhanh nhìn thấy kế ngôn đứng tại chỗ không nói, tế tự quái vật coi là kế ngôn không cách nào ngăn cản, trong mắt lộ ra hưng phấn ánh mắt. Nó muốn đem kế ngôn xé thành hai nửa, chính miệng hút hắn huyết nhục, chỉ có dạng này mới có thể giải nó mối hận trong lòng. Nhưng mà sau một khắc, một vòng quang mang đau nhói quái vật. Kế ngôn phát sau mà đến trước, kinh khủng kiếm quang xẹt qua, quái vật vội vàng không kịp chuẩn bị, song trảo lại một lần nữa bị đánh trúng, dòng máu màu đen phun ra. Trống. Tế tự quái vật đau đến trống giận, vội vàng bước ra lui lại kế ngôn đắc thế không nhường người một kiếm rơi xuống đem quái vật bố đến bay ngược vài dặm hướng mặt đất nặng nề đập xuống tốt tiêu y mặc dù ông đại bạch tiểu bạch vì chúng nó chữa thương nhưng là quái vật bị đại sư huynh đại thành dạng này nhường nàng hưng phấn không thôi mang theo kia hai đống còn dám đánh nhau đại sư huynh cho ta đánh chết nó ai nếu là nhị sư huynh cùng một chỗ xuất thủ con quái vật kia liền cặn bã cũng không có thừa di tiêu y sờ lên ghé vào trên đầu mình tiểu hắc nói tiểu hắc a chớ học ba ba của ngươi như thế lười. Tại cái này thời điểm đi ngủ, thật là. Đi ngủ cái gì, Lữ Thiếu Khanh dĩ nhiên không phải, hắn thừa điệp cái này cơ hội tiến vào thời gian trong giới chỉ. Chương 947, Thần Kinh Gạch. Lần này chiếc nhẫn phản ứng rất mãnh liệt. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không thế không xuất thủ theo tế tự quái vật trong tay đoạt khối kia cục gạch. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn cùng kế ngôn đợi cùng một chỗ, đã không sai biệt lắm một năm thời gian chưa đi đến nhập nơi này sau khi đi vào lữ thiếu khanh hướng về phía linh bài cùng quan tài lên tiếng chào ma quỷ đã lâu không gặp a có nhớ ta sao linh bài cùng quan tài không hề bị lay động lữ thiếu khanh cũng không ly tới rẻ hắn lấy ra khối kia cục gạch cục gạch rơi vào trong tay có một loại đặc biệt cảm nhận có điểm giống đầu gỗ nhưng là lại có điểm giống bùn đất đốt thành cảm giác phán phất thật là một cục gạch sau cục gạch có độ dày hơn dày trọng lượng rất đủ cầm tại trong tay đến có hết mấy vạn cân đánh lên một cục gạch đánh ra đi chỉ dựa vào tự thân lực lượng đều có thể đem một người chụp chết giáp xích chính là một cái không xem chừng liền bị vuốt ve nửa người lữ thiếu khanh lật qua lật lại cũng kiếm ra không ra chỗ mà tới nghĩ nghĩ hắn hướng bên trong rót vào linh lực chưa từng nghĩ một cổ cường đại lực đấy hiện lên chấn thai tay của hắn rơi xuống đất phát ra len ken thanh âm lữ thiếu khanh ngạc nhiên đây là cầu kinh sao lữ thiếu khanh không tin vào ma quỷ nhặt lên lần nữa hướng bên trong rót vào linh lực vẫn như cũ là cường đại lực đấy lần nữa đánh văn ra tay của hắn rơi xuống đất ta cũng không tin lữ thiếu khanh hùng hùng hố hố đến trong tay hẳn đồ vật còn muốn lật trời hắn thử đi thử lại mấy lần kết quả đều là đồng dạng không có đưa vào linh lực thời điểm nó chính là một cục gạch là một cái tử vật nhưng là thâu nhập linh lực về sau cục gạch truyền đến lực đầy đánh văn ra tay của hắn vô luận như thế nào cũng căm không được giống như muốn trốn di đồng dạng thử mấy lần về sau lữ thiếu khanh cũng không thể không từ bỏ hắn cầm cục gạch lần nữa trên dưới đánh giá một phen về sau hắn lần nữa động thủ bất quá lần này hắn không còn rót vào linh lực mà là khai thác một loại khác biện pháp tâm thân khẽ động quấn quanh trên người nguyên anh màu đen thiểm điện xuất hiện tiếp lấy quấn lên cục gạch chưa từng nghĩ lần này cục gạch phản ứng càng thêm mãnh liệt bay thẳng thân cùng một chỗ ba trắng trắng chắc chắc đập vào lữ thiếu khanh trên mặt ngao lữ thiếu khanh nhịn không được gào một tiếng đau đến hắn nước mắt cũng chảy ra mấy vạn cân cục gạch đập vào trên mặt của hắn dâu chỉ tại một cái thập phẩm thần chùa y nện ở trên mặt của hắn. May hắn luyện qua, không phải vậy mặt mũi này không phải bị quay thành một đoàn. Lữ thiếu khanh bụng mặt ngồi sống trên mặt đất, hắn một cước mới tại cục gạch phía trên, chậm nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Hắn xuất ra tấm gương so chính một cái, trên mặt một cái rắn rắn chắc chắc dấu, cho dù là dùng linh lực cũng tiêu không đi. Ly nải nải a. À. Lữ thiếu khanh đau lòng đến kêu to lên, thanh âm quanh quần tại gian phòng nơi này, đến cùng là cái nào tán tận thiên lương hỗn đảng chế tạo ra loại này không có lương tâm cục gạch hướng về phía một cái soái ca cũng có thể phía dưới loại này ngoan thủ trọng thiên đạo a à, ngươi có quản hay không bỏ mặt soái ca phải chết lữ thiếu khanh hung tợn nhìn chăm chăm dưới chân cục gạch chế tạo loại này đồ vật gia hỏa liền phải bị xét đánh chết ngày sau tốt nhất đừng để cho ta gặp được cái kia gia hỏa ta nhất định không xong với hắn Kidner nờ lữ thiếu khanh đau lòng sờ lấy mặt mình tự mình bộ dạng này ra ngoài xác định vững chắc sẽ bị chết cười lữ thiếu khanh đứng lên nhìn chung quanh tay của hắn đã đặt tại quân lót lên. Tình cảnh này, dùng đi tiểu đánh trả là tốt nhất phản kích. Bất quá, thấy được trên bàn lệnh bài cùng quan tài, Lữ Thiếu Khanh chân chờ. Hắn không có tại trước mặt người khác lộ ra quen thuộc. Ai, Lữ Thiếu Khanh thở dài, lắc đầu, hướng về phía dưới chân cục gạch nói, được rồi, ta đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi đồng dạng so đo. Sau khi nói xong, xuất ra một cây bút tại phía trên viết lên hai chữ. Thần kinh. Hai chữ viết công vẹo, rất xấu, Lữ Thiếu Khanh thầy cũng rất hài lòng, người lên, ngươi sau này sẽ là thân kinh cục gạch. Động một chút lại nện người, đây không phải thần kinh là cái gì. Nếu không phải xem ở ma quy trên mặt mũi, di tiểu dạy ngươi làm người. Lữ thiếu khanh không có ý định tiếp tục thử. Chịu một gạch, tư vị kia đau xót thoải mái. Hắn tự biết tự mình họa phong đi lệch, khối này gạch hăng là nhanh bình thường cục gạch. Lữ thiếu khanh đem cục gạch hướng trên mặt bàn vỗ, bịch một thanh âm vang lên âm thanh quanh quấn trong phòng, hắn nhìn qua quan tài vấn đạo, ma quỷ, thần kinh gạch có. Cái gì lại lịch? có thể làm cho chiếc nhẫn phát ra nóng bỏng nhiệt độ tuyệt đối có lai lịch lớn người tốt nhất nói cho ta có chỗ tốt a à, vì khối này thần kinh gạch ta liền tính cũng viết ngược lại lữ thiếu khanh nổi giận đùng đùng quan tài trầm mặt linh bài cũng là trầm mặt cái bàn hơi sáng lên ánh sáng màu trắng lữ thiếu khanh cúi đầu xem xét tại cái bàn phía trên xuất hiện một bức tranh là một ngọn núi có chút độ cao đại sơn lữ thiếu khanh nhìn một một lát lập tức thắt ấn xuống đến nhìn qua quan tài lại là núi làm sao như thế ra thích núi sẽ không lại là ngươi phần mộ a bên trong có cái gì bảo bối sao lữ thiếu khanh con mắt lập lơi sáng lên ngươi ăn ta nhiều như vậy linh thạch bên trong hăng là có linh thạch a ta yêu cầu không nhiều chỉ cần một tỷ liền tốt dù sao không có một tỷ cũng có lỗi với ngươi thân phận a lữ thiếu khanh tiếp tục cúi đầu nhìn xem trên tấm hình đại sơn một dòng sông theo đỉnh núi thăng treo chân núi màu trắng nước sông như là một cái chân châu sợi dây truyền treo ở trên thân đỉnh núi bao phủ một tầng sương trắng như ấn như hiện núi không cao lắm cũng liền trên ngàn mét cao cây cối rậm rạp nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương khác lữ thiếu khanh nhìn hồi lâu về sau ngẩng đầu lên hỏi ma quỷ ngọn núi này tại cái gì địa phương đến lúc đó chỉ con đường a không phải vậy ta đi nơi đó tìm cái này địa phương là muốn đi một chuyến dù sao có thể đế cho ma quỷ tiểu đệ phản ứng như thế địa phương tuyệt đối sẽ có đồ tốt lữ thiếu khanh thở dài thật sự là bận rộn mệnh a à? mặt bàn bạch quang lóc lên hình ảnh từ gân mà xa cả nhiều cảnh vật tiến vào hình ảnh bên trong chung quanh từng tòa núi liên kết tựa như thập vạn đại sơn nơi này núi tất cả đều là màu xanh lá oánh nghiêng cây cối tươi tốt thanh thúy tươi tốt lữ thiếu khanh cau mày cái này sẽ không phải lại là cái nào bí cảnh sao theo ống kính lại lần nữa kéo cao một tòa thành trì xuất hiện tại hình ảnh bên trong cố lão pha tạp tường thành bên trong mây mù miều quấn cũng không biết rõ bên trong là có phải có người đây cũng là cái gì địa phương lữ thiếu khanh gõ cái bàn hỏi không có trả lời mặt bàn trên hình ảnh cũng tại một một lát về sau lặng yên biến mất. Phiền phức a. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, phải đi hỏi một chút lão đầu kia. Trên thực tế, trong lòng của hắn có một cái dự cảm không tốt. Hy vọng ta dự cảm là sai. Lữ Thiếu Khanh nói thầm. Hắn không để cho mình suy nghĩ nhiều, hắn lại lần nữa gõ mặt bàn, vấn đạo, có đối phó hóa thần biện pháp sao? Không có điểm chỗ tốt, rất khó để cho người ta làm việc a. Trầm mặt, Quan Tài cùng Linh Bài cũng không có phản ứng ngay tại lữ thiếu khanh bất mãn thời khắc một đạo hào quang màu xám tại sau lưng của hắn sáng lên chương 948, thần bí phù văn sau lưng hào quang màu xám phát ra nhường gian phòng nơi này quang mang mờ đi mấy phần lữ thiếu khanh quay đầu lại cảnh giác nhìn xem hắn trừng to mắt xem rõ ràng bên trong đến cùng là cái gì tại sáng lên là một đạo phù văn phía trên chưa bao giờ từng thấy đồ hình bút họa nhìn giống mấy cái chữ nghĩa nối liền cùng một chỗ lại có chút giống vẻ bùa phù văn mấy bút phát họa cùng một chỗ. Nó chậm rãi nối lơ lửng, tản mắt ra hào quang màu xám. Cảm thụ được phía trên khí tức, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Hắn nhịn không được quay đầu lại trừng mắt liếc quan tài, ma quỷ, đại lão, ngươi đừng gây sự được hay không? Loại này đồ vật ngươi cũng dám hướng bên trong mang. Ngươi không phải là loại kia người tùy tiện a, à, ngươi dẫn nó vào để làm gì? Đây là Lữ Thiếu Khanh tại định ất bộ tộc chỗ ấy lợi dụng âm đương nhãn nhìn thấy một đạo hào quang màu xám, kia thời điểm hắn thần thức thuận thế một quyến, quấn lên đạo. Khi hào quang màu xám. Nhưng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở đây. Muốn nói ma quỷ tiếu đệ không ở tại bên trong gây sự, đánh chết hắn cũng không tin. Cái này đồ vật cùng những quái vật kia có liên hệ, ngươi muốn làm gì? Cho ta kiềm chế một chút, đừng cho ta tự rước lấy họa. quan tài trầm mặt, bất quá tiếp xuống lại một đạo y niệm truyền vào trong óc của hắn. Cái gì? Lữ thiếu khanh chờ lấy quan tài, ngươi nói để cho ta tham ngộ nó. Hữu dụng không? Có thế đối phó hóa thân sao? không có trả lời. Lữ Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ, ma quỷ chính là ma quỷ, nói mấy câu cũng như thế phí lực khí. Bất quá hắn cũng biết rõ ma quỷ tiếu đệ là sẽ không hại hắn, mọi người có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hắn trở nên mạnh, ma quy tiểu khí cũng đi theo được nhờ. Tham ngộ đạo này phù văn, hẳn không có kháng cự. Trước đó tại định ất bộ tộc thời điểm, hắn liền nghĩ thử hiếu rõ tham ngộ một cái cái kia màu đen truyền tống trận. Đáng tiếc kia thời điểm không thể không xuất thủ hủy. Hiện tại có đạo này màu xám phù văn, hắn vừa vặn có thể đền bù một cái tiếc núi. Lữ Thiếu Khanh cũng đáng đo khó định cần nhiều thời gian giải, nghĩ nghĩ, hắn xoay người lại, hướng về phía quan tài nói, lần này ta đại ký một điểm, muốn cái 20 năm. 120 vạn mai linh thạch. Ái nhái lại nhảy, để nó lại cho điểm ưu đãi. Nếu như là bình thường, hắn không phải cùng ma quỷ tiểu đệ. Nhưng là hiện tại Lữ Thiếu Khanh người mang khoản tiền lớn, hào khí vạn trường, chỉ là 100 vạn mai linh thạch hắn không có đau lòng như vậy bất quá mặt bàn quang mang lóc lên, xuất hiện một chút chữ nghĩa. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh xem hết nội dung phía trên về sau, dùng tay gỡ cái bàn, bất mãn nói, ta đến Nguyên Anh hậu kỳ, ngươi liền thăng giá. Làm người sao có thế dạng này? Cách không được ngươi sẽ nằm ở chỗ này, đều là tiếu khí tạo thành A. Hắn vừa mới đột phá, liên muốn một vạn mai linh thạch một tháng. Nói cách khác, hắn muốn 20 năm thời gian, liên phải đốt 240 vạn mai linh thạch cho ma quỷ tiểu đệ. Giang thương, ngay tại chỗ lên giá, Ta kinh bỉ ngươi." Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hố, bất quá bởi vì người mang khoản tiền lớn, cũng không có giống trước đó như thế phản. Ứng kịch liệt. Ai, quả nhiên có tiền, tâm cảnh là trở nên không đồng dạng. "Thôi, thôi, ta loại này kẻ có tiền cũng không cùng nghèo quỷ nhất kiến thức." Lữ Thiếu Khanh mắng vài câu, có chút thở dài một ngụm về sau, cũng lười cùng ma quỷ tiểu đệ so đo. Dù sao so đo cũng vô dụng, thăng giá chính là thăng giá, quyền chủ động tại ma quỷ tiểu đệ trên thân, hẳn lại hung cũng vô dụng lữ thiếu khanh một bên đem linh thạch mất hết bên trong lư hương một bên quở trách lấy ma quỷ tiểu đệ cũng chính là ta mới có thể chứa nhịn ngươi loại này tính xấu ngươi đổi lại người khác thử một chút giống như ngươi trị đã sớm hai lần đầu thai có thể hay không học một chút tốt cả ngày tiểu khí như vậy có làm được cái gì về sau nhớ kỹ tốt với ta một điểm khác cả ngày nghĩ đến chiếm ta tiện nghĩ làm người phải có điểm cách cục đại khí điểm đừng như vậy tiểu khí khiến cho tự mình chết cũng không an lòng 240 vạn mai linh thạch rất nhanh liền hóa thành cho tàn, một cô to lớn nồng đậm linh lực bị hấp thu. Trong phòng quang mang lấp lóc, trên bầu trời, xa xôi thâm không bên trong, tỉnh quang lấp lánh, đạo đạo tỉnh quang rơi xuống, trông rất đẹp mắt. Trong phòng nồng đậm linh lực bắt đầu tràn ngập, Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, vẫy tay. Không trung lơ lửng màu xám phù văn rơi xuống, phiêu phù ở hắn trước mặt. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, thần thức tuôn ra, bao vây lấy màu xám phù văn, bắt đầu tìm hiểu tới. Thần thức vừa mới tiếp xúc, Lữ Thiếu Khanh thân thể đột nhiên chấn động, có một loại ảo giác, nhưng hắn cảm thấy mình tiến vào một cái thế giới. Ở cái thế giới này trước mặt, hắn nhỏ bé như sâu kiến, to lớn mà phức tạp thế giới nhường hắn trùng bước, một loại nặng nề cảm giác áp bách nhào tới trước mặt. Phán Phất Thiên chỉ tương khuynh cái chủng loại kia cảm giác áp bách, như người sinh ra một loại cảm giác bất lực. Lữ Thiếu Khanh tâm thần tại tiếp xúc trong nháy mắt đó liền lâm vào mê mang. Phản Phất thân ở một cái thế giới xa lạ, nơi này hết thảy đều là mới, hắn như là một cái sông tới kẻ ngoại lai, tay chân lúng cuốn đứng ở trong thế giới này. Nơi này bất kỳ đồ vật, cho tới sâu kiến, từ thiên địa đều là không đồng dạng tồn tại, trước kia chỗ biết đến hết thảy ở chỗ này một chút tác dụng cũng phái không lên. Cái này khiến lữ thiếu khanh lâm vào mê vọng, cũng lâm vào bản thân hoài nghĩ. Hãng thiên phú mặc dù không bản kế ngôn, nhưng là tại một ít địa phương bên trên, hẳn cũng có thế được xưng tụng là thiên tài. Thực lực của hắn bây giờ tại cùng thế hệ bên trong cũng là kinh thường quần hùng, hàng duy đã kích tồn tại. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ngạo khí nhưng là hiện tại, hắn xâm nhập một cái thế giới xa lạ, ở chỗ này, hắn như là một cái mới sinh hài nhỉ, với cái thế giới này hết thảy cũng chưa quen thuộc. Quá đã kích người. Lữ thiếu khanh lâm vào trong tham ngộ về sau, nữ nhân thân ảnh lần nữa theo quan tài nối lên hiện. Nhìn xem lữ thiếu khanh, trên mặt mang hàng xương. Thật là, nàng đời này cái gì thời điểm bị người dạng này quở trách qua. Còn nói nàng tiểu khí. Thật sự là nghĩ hảo hảo thu dọn một trận cái này gia hỏa. Nàng ánh mắt vượt qua lữ thiếu khanh, rơi vào lữ thiếu khanh trước mặt đạo kia màu xám phù văn nhìn chăm chăm màu xám phù văn nữ nhân chậm rãi mở miệng dễ nghe thanh âm quanh quấn tại trong phòng ngươi có thể tham ngộ sao một năm hai năm ba năm thời gian từng ngày đi qua lữ thiếu khanh mê võng vẫn như cũ không có nửa điểm biến hóa không biết đến còn tưởng rằng hắn bị nhốt rồi nữ nhân thở dài lần nữa thấp giọng nói đây không phải người bình thường có thể tham ngộ ngươi cũng không ngoại lệ sao trong giọng nói mang theo vài phần thất vọng nữ nhân ánh mắt mang theo mấy phần thất vọng, chậm rãi nâng lên ngọc thủ, chuẩn bị giúp Lữ Thiếu Khanh một tay. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thân thể bỗng nhiên động, nữ nhân lập tức biến mất. Hắn đứng lên, ánh mắt theo mê võng dần dần khôi phục thanh tĩnh. hãng vỗ vỗ đầu của mình, nhìn qua trước mắt màu xám phù văn, có mấy phần đau đâu, người đến cùng là cái quỷ gì đồ vật. Ba năm thời gian, hắn nửa điểm cũng tham ngộ không thấu, ngược lại để cho mình kém chút mê thất ở bên trong. Quá khó khăn. Lữ Thiếu Khanh nâng cầm lên, Nhìn qua màu xám phù văn, trong đầu đang suy tư biện pháp. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hao phí lại nhiều thời gian hắn cũng khó có thể tham ngộ. Lãng phí thời gian đều là linh thạch A. Ta kiên quyết không thể làm một cái lãng phí người. Lữ thiếu khanh cắn răng, thái độ kiên quyết, sau đó hướng về phía màu xám phù văn một bàn tay vung đi. Chương 949, liên tiếp thăng cấp. Lãng phí ta thời gian là đi, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Lữ thiếu khanh rất khó chịu, hùng hùng hổ hố. Ba năm thời gian không thu hoạch được gì, uống phí hết. Tương đương 72 vạn mai linh thạch không có. Ta tài đại khí thô, cũng không phải dạng này lãng phí. Lữ thiếu khanh một bản tay vỗ xuống, tựa như vỗ con rùi đồng dạng vỗ xuống. Ba y. Tân ra hào quang màu xám phù văn bị đập trên mặt đất, quang mang lấp lóe, lờ mờ không chừng bắt đầu. Phía trên phù văn tại cái này một cái đập bên trong cấp tốc xoay tròn. Tựa như là bị dọa, như là một cái bị hoảng sợ con thỏ đang liều mạng chạy nhanh chung quanh lấp lóe quang mang như là một tầng bình chướng, đem bên trong phù văn một mực cầm cố lại, bên trong phù văn chỉ có thể tại một cái tiểu không gian bên trong. Xoay tròn, không cách nào đột phá ra. Hắc. Lữ Thiếu Khanh thấy thế cười đắc y bắt đầu, tiểu tử. Mới vừa rồi là âm u đầy tử khí, không nhúc nhích, khiến cho ta kém chút u buồn. Ta không tin ngươi bây giờ động, những cái kia đồ vật vẫn là âm u đầy tử khí. Lữ Thiếu Khanh trong tươi cười mấy phần giảo hoạt. Phù văn tại hắn cảm giác bên trong tựa như một cái thế giới xa lạ, bên trong đỡ vật không nhúc nhích, muốn học tập tham ngộ cũng không thể nào ra tay. Đã dạng này, vậy liên dứt khoát để nó động. Liền như là chiến đấu, địch nhân không nhúc nhích, tìm không được sơ hở, chỉ có động, khả năng tìm được đến sơ hở. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, thân thức lần nữa đem phù văn bao khỏa. Lần này, tại Lữ Thiếu Khanh cảm giác bên trong, vẫn như cũ là thế giới kia, nhưng là đã phát sinh biến hóa. Tại chung quanh hẳn đều là phù văn, như là thiên thư đồng dạng phù văn, một cái phù văn thiên biến vạn hóa, mà ở trong đồ, thì là vô số phù văn cấu thành, như là nơi này chính là thế giới khởi nguyên. Mặc dù nơi này phù văn vẫn như cũ là xem không hiểu, nhưng là đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, áp lực của hắn nhỏ rất nhiều. Hắn không cần giống vừa rồi như thế, tất cả đồ vật đều muốn một lần nữa học tập, từ đầu tới qua. Hiện tại, hắn chỉ cần tùy tiện tìm một cái phù văn, chỉ cần tìm hiểu được trong đó một chút xíu hãm nghĩa, hắn đều có thế có thu hoạch. Vừa rồi độ khó liền như là tại vừa mới bắt đầu hắn muốn đem biển lớn nước uống hết đi, hiện tại độ khó thì là muốn uống rơi một đầm nước. Trước sau độ khó so sánh, tựa như khác nhau một trời một vực. Lữ Thiếu Khanh không có trì hoãn, trực tiếp bắt được bên người một cái phù văn, nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu tới. Thần thức phun trào, như là một con dao giải phẫu đang không ngừng cắt chém chia cắt cái này phù văn, muốn đem cái này phù văn giải phẫu, tìm kiếm được nó hạch tâm nhất y. Tứ Mặc dù là một cái nho nhỏ phù văn, nhưng vẫn như cũ nhường Lữ Thiếu Khanh áp lực to lớn. Tối nghĩa khó hiểu, nhưng hắn khẳng định đây tuyệt đối không phải cái thế giới này phù văn. Hẳn như là một cái người mới học, mới vừa tiếp xúc chữ nghĩa tiểu bạch. Không có người dạy, hắn chỉ có thể chậm rãi tìm tòi, từng chút từng chút chậm. Theo thời gian không từng đứt đoạn đi, Lữ Thiếu Khanh trên người khí tức càng ngày càng huyền diệu, cả người trở nên cao thâm mạch chắc. Một loại không cách nào hình dung cảm giác xuất hiện ở trên người hắn. Lữ Thiếu Khanh cả người giống như đạt được thăng hoa, bước về phía cảng cao đăng hơn tồn tại. Nữ nhân thân ảnh xuất hiện lần nữa, nàng nhìn qua lữ thiếu khanh ánh mắt tràn đầy vui mừng. Nàng không có nhìn lãm người. Đối mặt với khó mà lĩnh ngộ phù văn, lữ thiếu khanh rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết biện pháp. Bất quá, nữ nhân đối với lữ thiếu khanh biện pháp rất là kinh bi. Loại thủ đoạn này, thật sự là thô lỗ. Nữ nhân nhẹ giọng nói, hiện tại liên xem ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu gì. Sau khi nói xong, nàng ngọc thủ vung lên, chung quanh nhàn nhạt màu trắng mây mù như là đạt được triệu hoáng, nhao nhao hội tụ tới, đem lữ thiếu khanh bao phủ ở bên trong. Lữ Thiếu Khanh tâm thần đã toàn bộ vùi đầu vào tham ngộ phù văn bên trong đi. Ngay từ đầu, hắn trao mày, đối với hắn mà nói, đây quả thực là học sinh tiểu học tới làm nghiên cứu sinh đề thi, không có chỗ xuống tay, khó mà tham ngộ không đến bất luận cái. Vì hữu dụng đồ vật. Bất quá theo thời gian trôi qua, lông mày của hắn bắt đầu giãn ra, trên mặt dần dần lộ ra nét mừng. Nhưng là thời gian trôi qua không bao lâu, Lữ Thiếu Khanh trên mặt vui mừng biến thành chấn kinh chi sắc. Mang ý nghĩa hắn phát hiện hắn tham ngộ đồ vật đến cùng có bao nhiêu lợi hại đây là liên quan tới truyền tổng phù văn hoặc là nói là quan hệ đến không gian phù văn hắn tham ngộ đến càng sâu đối với hắn trận pháp tạo nghệ tăng lên liền càng lợi hại mà lại theo hắn không ngừng lĩnh ngộ hắn khí tức thời gian đần trôi qua sôi trào lên như là một siêu nước theo củi tăng thêm cùng thế lửa tràn đầy mà dần dần sôi trào mỗi khi lửa thiếu khanh trên mặt lộ ra vui sướng thời điểm hắn khí tức liền sẽ tăng trưởng một mảng lớn một năm hai năm ba năm nhoáng một cái hai mươi năm thời gian trong chớp mắt đã đến giờ chung quanh bao phủ trên người lữ thiếu khanh màu trắng mây mù tiêu tán thối lui chung quanh như là sóng biến thối lui lại lẫn nữa khôi phục trước đó bộ dáng mà bên này thời gian kết thúc lữ thiếu khanh cũng theo mù sương bên trong tỉnh lại lữ thiếu khanh đứng lên nhìn xem chung quanh thời gian dài tham ngộ nhưng hắn một thời gian khó mà phân rõ tự mình thân ở phương nào qua tốt một một lát lữ thiếu khanh mới hồi phục tính thần lại vỗ vỗ đầu của mình ngoại tào hai mươi năm lữ thiếu khanh chỉ cảm thấy vô tận mỏi mệt cùng mệt nhọc trực tiếp nằm trên mặt đất, liền muốn dạng này hảo hảo ngủ một giấc. Đây không phải thân thế mệt nhọc, mà là tỉnh thần mệt nhọc, là linh hồn cô độc. 20 năm tại tham ngộ loại kia tối nghĩa khó hiếu phù văn, cần đem tất cả thể xác tính thần đầu nhập di vào, toàn tâm toàn y, hết sức chăm chú tham ngộ, hơi không cẩn thận. Có khả năng âm khí phản phê, bó mình hồn diệt. Tại loại trạng thái này phía dưới, tâm thần cao hơn độ tập trung, cả người thời gian dài ở vào loại kia trạng thái phía dưới, đối người trạng thái tỉnh thần hao tốn rất lớn. Nếu như người bình thường, đã sớm không kiên trì ni. Không phải tâm trí kiên định người làm không được. Hảo hảo thở hỗn hến mấy ngụm đại khí về sau, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, hắn điều động linh lực trong cơ thể, dự định hảo hảo tiêu trừ thân thể một cái mỏi mệt. Song khi lĩnh lực điều động, phát ra tựa như như sóng to gió lớn gào thét thời điểm, Lữ Thiếu Khanh ngây dại. Linh lực của mình cái gì thời điểm trở nên như thế lớn sung túc hào hùng rồi. Lại cảm thụ chính một cái cảnh giới, Lữ Thiếu Khanh có ngây dại. Chính tầng cảnh giới. Đây là có chuyện gì? Lữ thiếu khanh tựa như nằm mơ, có chút không thể tin được. Tự mình sẽ không phải xuất phát từ trong ảo cảnh A. Thần bí phù văn cao thâm mạch chắc, cũng không phải không có khả năng này. Nhưng khi hắn cẩn thận sau khi xác nhận, không được tin tưởng mình thật theo nguyên anh 7 tầng cảnh giới đột phá đến 9 tầng cảnh giới, bước kế tiếp chính là hóa thần. A nha, không nghĩ tới người lợi hại như vậy A, à? lữ thiếu khanh ánh mắt nóng bỏng nhìn trước mắt phù văn, đạo này màu xám phù văn trong mắt hắn chính là một cái tuyệt thế. Mỹ nữ đạo này phù văn nhường hẳn tiết kiệm được còn rất nhiều khổ tu thời gian, cũng liền nói cho hắn bớt đi không ít linh thạch. Trách lầm ngươi. Lữ Thiếu Khanh đưa tay muốn đi dụng vào phù văn. Nhưng mà phù văn lại quang mang lóc lên, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt chậm tải tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh lúc này gào lên, ngươi đừng đi a, à, ngươi đi, ta sống thế nào. Chương 950, kết đăng kỳ, chó cũng ngại. Màu xám phù văn cuối cùng vẫn là biến mất, như là cho tàn, đón gió phiêu tán. Lữ Thiếu Khanh thương tâm thất vọng, trắng hoa hoa linh thạch bay mất. Hắn tiếp tục tham ngộ xuống dưới, hắn có thể hay không đột phá nguyên anh, trở thành hóa thần đây. Cản quan trọng hơn là, có thể tiết kiệm phía dưới hắn rất nhiều khổ tu thời gian. Đây mới là hắn muốn đột phá phương thức A. Bất tri bất giác bên trong đã đột phá, không cần tu luyện. Lữ thiếu khanh rất thương tâm, ngươi cứ thế mà di, ngay cả chào hỏi cũng không nói. Tê tiếng, quá tuyệt tình đi. Giữa lẫn nhau dù sao cũng là ở chung được 20 năm, không trên một tiếng liền đi, tuyệt tình, cặn bã nam màu xám phù văn biến mất, muốn tiếp tục cũng không thế nào. Lữ thiếu khanh thương tâm thở dài, sau một khắc liên vui vẻ ra mặt. Lần này thu hoạch lớn. Tự thân cảnh giới liên tục đột phá hai cái đăng cấp, đạt đến nguyên anh chính tầng cảnh giới. Đồng thời tham ngộ phù văn, cũng làm cho hắn trận pháp tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Trước đó là trận pháp đại tông sư, hiện tại lữ thiếu khanh tâm thân khẽ động, một cái tụ linh trận lặng lẽ xuất hiện tại dưới chân hắn. Ánh sáng màu trắng lấp lóe, nồng đậm linh khí tụ đến. Lữ thiếu khanh hít sâu một hơi, nói thầm, hiện tại phải gọi trận pháp tôn giả. Về phần trận pháp đại tông sư phía trên phía trên cảnh giới, đều có cách gọi, có gọi trận pháp tôn giả, có khiêu chiến pháp tôn sư, thậm chí có gọi thân trận pháp thánh sư. Cách gọi không có ước định thành tục, đều có các cách gọi. Dù sao trận pháp đại tông sư ít càng thêm ít, về phần cao cấp hơn, càng là trăm ngàn năm cũng chưa nghe nói qua. quản nó chỉ, dù sao tự mình tăng cường liền tốt. Lữ thiếu khanh quơ đầu não, mắt thấy trên lệch thời gian không nhiều lắm, hắn đem mặt bàn thần kinh gạch vứt trên đất, đạp một cước, sau đó em Bên ngoài cách hắn tiến vào thời gian chiếc nhẫn đã qua gần nửa canh giờ. Lữ Thiếu Khanh sau khi di ra, đặt mông ngồi trên bông thuyền, nhìn phía xa chiến đấu, rất là bất mãn, còn không có đánh xong sao. Tiêu y ngay tại bông tàu trên là hai bạch chữa thương, hai bạch riêng phần mình chịu giáp xích một cái, hiện tại cũng là trọng thương bệnh thú, ghé vào bông tàu trên tiếng hừ. Hử. Tiêu y một bên vuốt ve bọn chúng, một bên cho bọn chúng ăn linh đan, xem bộ dáng là hận không thể đem trên người mình linh đang toàn bộ cho ăn bọn chúng. Hận không thể bọn chúng lập tức liền trở nên tốt đẹp. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, Tiêu Y ôm bọn chúng lại gần, nhị sư huynh, ngươi không phải đi ngủ sao? Nhanh như vậy liền tỉnh rồi sao? Còn có, nhìn, ngươi thật giống như mệt mỏi hơn. Có thế không mệt mỏi sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm chửi bậy. Cả người hãng cũng hư thoát. Ôm ào quá, ta làm sao đi ngủ? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào kế ngôn bên kia, Hướng về phía Tiêu nói, đi, nhưng hắn nhanh lên, đừng ở nơi đó chơi. Tiêu Y hì hì cười một tiếng, nhưng kiên quyết không di chấp hành. Đại sư huynh làm thế nào là đại sư huynh sự tình, nhị sư huynh có thể diễn tả ý kiến, nhưng làm sư muội nàng tốt nhất chính là không trên một tiếng, nhìn xem chính là. Tiêu Y thuần thục nói sang chuyện khác, đem Đại Bạch tiểu Bạch hướng phía trước ôm một cái, đặt ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nhị sư huynh, ngươi xem một chút bọn chúng. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh nhìn lướt qua hai bạch, nói, không chết được, quá cùi bắt loại nước này hàng cũng có thể đem các ngươi đánh thành dạng này, thật là phế. Các ngươi, đương nhiên cũng bao gồm tiêu y. Tiêu vê yếu ớt kháng nghị, nhị sư huynh, hắn mặc dù là hàng lỡm, bất quá hắn dù sao cũng là nguyên anh, nhóm chúng ta đánh không lại rất bình thường. Vậy ngươi liền cho ta cố gắng nghiêm túc chăm chỉ tu luyện, khác cả ngày nghĩ đến màu vàng đồ vật. Lữ thiếu khanh đâm tiêu y đầu, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Cách đăng kỳ, chó cũng ngại cảnh giới. Để ngươi đi theo hai chúng ta, quả thực là mắc cỡ chết người ngươi cái gì thời điểm mới có thể lợi hại một điểm, cho ta bước vào nguyên anh kỹ. Tiêu ôm đầu, cùng hai bạch không sai biệt lắm đồng dạng nằm rạp trên mắt đất. Tiêu y vội vàng hô hảo, nhị sư huynh, ta lĩnh ngộ kiếm y hóa hình. Lữ thiếu khanh liếc mắt nhìn nhìn qua nàng, để cho ta nhìn xem. Tiêu y vội vàng ngồi xuống, duỗi tay ra bàn tay, tâm thần khê động, một cái cùng tiểu hắc dáng dấp như đúc đồng dạng tiểu hắc điểu xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên. Trong. Một cổ kiếm y ẩn chứa ở trong đó, một khi bộc phát, uy lực mười phần. Lữ Thiếu Khanh sau khi xem, thần sắc lạnh nhạt, bình thường, kém xa. Tiêu Y lập tức không phục, miệng xẹp bắt đầu. Ta dù sao cũng là lĩnh ngộ kiếm y đệ nhị trọng cảnh giới, làm sư huynh, chí ít cũng phải cho ta một cái mặt đâu sát khen ngợi khen ngợi a. À. Tiểu Hắc theo Tiêu Y trên đầu bay xuống, rơi vào Tiêu Y trên tay, nó nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn trước mắt Tiểu Hắc điểu. Cùng nó dáng dấp sờ một cái, nhưng Tiểu Hắc rất hiếu kỳ. Nó duỗi ra cánh đụng phải một cái, lập tức Tiểu Hắc điểu rốt cuộc không cách nào duy trì được hình thế, ấn chứa ở trong đó kiếm y bộc phát lữ thiếu khanh phất phất tay kiếm y trừ khử tại vô hình xem còn phải luyện tiêu y xẹp lên miệng buông ra tốt a à, còn phải luyện bất quá ngẫm lại cũng thế hai vị sư huynh đều là biến thái thiên tài tại trước mặt bọn hắn kinh diễm đến đâu thiên tư cũng chỉ là một chuyện cười lữ thiếu khanh nhìn lướt qua vấn đạo lão đầu kia đây cũng đừng chạy a à, hắn còn muốn hỏi thăm một cái lận vũ liên quan tới thần kinh gạch lai lịch cùng ngọn núi kia ở nơi nào tiêu y nói hắn a à, đi trợ giúp hắn người đối phó bộ tộc người lữ thiếu khanh gật đầu sau đó hướng về phía xa xa kế ngôn hét lớn đừng đùa tranh thủ thời gian giải quyết nó một con quái vật cũng đánh lâu như vậy còn dám nói mình là thiên tài trống tế tự quái vật nghe được lữ thiếu khanh thanh âm phân nộ gầm hét lên coi ta là cái gì rồi tiểu kê sao nói giải quyết liền giải quyết chờ lấy ta trước giết chết trước mắt cái này ghê tởm nhân loại lại đi giết chết ngươi tế tự quái vật vẫn hận ánh mắt lướt qua phi thuyền muốn đem lữ thiếu khanh bộ dạng nhớ kỹ đến thời điểm tiện đem cái này ghê tởm nhân loại giết chết tiêu y phát giác được tế tự quái vật ánh mắt nàng giận tím mặt nhìn cái gì vậy không biết xấu hổ quái vật ngươi chết cho ta dáng dấp như thế cũng dám ra đọa sợ tiểu bằng hữu làm sao bây giờ đại sư huynh cố lên đem nó chém thành muôn mảnh tiêu y nhảy dựng lên đi vào mép thuyền quên nắm đấm là kế ngôn động viên đại sư huynh như loại này ghê tởm quái vật đem nó chém thành muôn mảnh lại đem nó áp chế cốt dương hôi để nó chết đến mức không thể chết thêm lữ thiếu khanh nhịn không được ghé mắt hắn nói ngươi còn dám nói ngươi cùng quái vật không có cừu hận nó chỗ nào trêu chọc ngươi rồi nó không có trêu chọc ta nhưng là ta nhìn xem nó liền chán ghét tiêu y cũng là quan mình lắm liệt nói nó là quái vật làm hại nhân gian người người có thể tru diệt tế tự quái vật lại một lần nữa gầm hét lên nó bị tiêu y chọc giận một con kiến hôi cũng dám dạng này mắng nó. Tế tự quái vật bỏ kế ngôn, lao thăng tới phi thuyền nơi này mà đến, trên không trung xẹt qua một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện, một đôi lợi trảo nhất lên trận trận gió. Tanh. Hừ. Kế ngôn thanh âm lạnh lùng vang lên, muốn chạy trốn. Vô khâu kiếm vung ra, mãnh liệt kiếm quang đem tế tự quái vật bao phủ.